Hey, chào các bạn. Ở video lần trước mình đã giới thiệu bạn tổng quan về ép dữ liệu và kỹ thuật ép dữ liệu ngầm định trong sinh cộng rồi. Thì hôm nay mình sẽ nói thêm về một cách ép kiểu nữa, đó là ép kiểu tường minh trong sinh cộng. Rồi, thì để có thể nắm được nội dung bài này tốt nhất, bạn nên có kiến thức về phần biến, các dữ liệu cơ bản trong sinh cộng. Tất nhiên, một kiến thức không thể bỏ qua đó là ép kiểu ngầm định trong sinh cộng của bài học trước luôn. Trong bài học này mình sẽ giới thiệu cho bạn về ép kiểu tường minh luôn ha. Thì trong cái bài ép kiểu ngầm định sinh cộng, các bạn đã biết được một số trường hợp thì trình biên dịch nó sẽ ngầm định chuyển đổi giá trị từ một dữ liệu này sang dữ liệu khác. Ví dụ như trong một biểu thức hoặc là một cái câu lệnh khai báo, một câu lệnh dán, thì nó sẽ ngầm định chuyển đổi dữ liệu này sang dữ liệu khác nếu như trong cái đó hai dữ liệu là khác nhau. Các bạn có thể xem lại video ép kiểu ngầm định lần trước, các bạn có thể nắm được chuyện đó rồi. Thì mình có một cái biểu thức như thế này, d bằng 3 chia 2. Cái giá trị 3 và 2 này nè là hai cái số nguyên, thì nó sẽ không có ép kiểu ngầm định ở đây, bởi vì hai cái tán hạng này nó cùng kiểu liệu. Thì trong một biểu thức mà các tán hạng cùng kiểu liệu thì nó sẽ không có cái chuyện ép kiểu ngầm định xảy ra. Thì khi trình biên dịch nó tính cái biểu thức này, nó sẽ lấy 3 chia cho 2 và hai cái số nguyên chia cho nhau thì nó ra một số nguyên 3 chia 2 bằng 1. Đúng không? 3 chia 2 bằng 1, và cái giá trị số 1 này nè nó sẽ ngầm định chuyển về cái kiểu số chấp động, đó là 1.0. Sau đó 1.0 đó nó mới gán lại giá trị đó cho cái kiểu double này. Nếu như trong toán học 3 chia 2 là 1.5 thì trong trường hợp này 3 chia 2 là 1 thì cái biến d nó không nhận được cái giá trị đúng cho nó, đúng không? Trong cái bài số chấm động mình đã có giới thiệu qua cái cách khắc phục trường hợp này. Các bạn có thể thêm vô số chấm 0 ở phía sau một trong hai toán hạng. Ví dụ mình có biểu thức như thế này, 3 chia 2 mình chạy lên, thì ở dòng lệnh đầu tiên nó sẽ xuất ra d1 bằng 1, bởi vì mình đang là phép chia hai số nguyên thì 3 chia 2 bằng 1. Nhưng để khắc phục cái trường hợp đó cho cái biến d có giá trị đúng á, các bạn bắt buộc phải thêm chấm 0 ở phía sau một trong hai toán hạng hoặc cả hai toán hạng, nó sẽ ra được cái giá trị đúng của nó. Bởi vì 3.0 này đang là một cái kiểu số thực và số 2 này là một cái kiểu số nguyên, thì các bạn học bài học trước các bạn đã biết được ép kiểu ngầm định rồi. Thì trong một cái biểu thức á, nếu hai cái toán hạng có hai kiểu liệu khác nhau thì nó sẽ chuyển cái kiểu dữ liệu của hai toán hạng đó về cái kiểu liệu có đổi tương cao nhất, và trong cái biểu thức này đổi tương cao nhất đó là kiểu double, thì hai toán hạng này sẽ chuyển về kiểu liệu double, và 3.0 chia cho 2.0 thì sẽ ra 1.5. 1.5 sẽ được gán cho biến d. Rồi, thì tương tự như vậy, ở biểu thức thứ ba cũng vậy thôi. Nó sẽ chuyển cái số 3 này thành 3.0, sau đó 3.0 chia 2.0 ra biến d3 và nó xuất ra được kết quả hai biến sau là hai biến đúng. Nhưng với trường hợp hai cái số này là hai biến thì sao? Các bạn không thể nào chấm 0 cho cái biến đó được. Ví dụ đây, mình có hai cái biến n1 và n2. Mình không thể nào chấm 0 ở phía sau này được. Chấm 0 vậy nó chỉ áp dụng cho cái số thôi. Nếu như các bạn muốn á, vẫn có thể tính được theo cách nhân cho 1.0, nhân 1.0, thì các bạn có thể áp dụng cái cách nhân cái biểu thức đó cho 1.0 để cho nó chuyển đổi ngầm định tất cả những giá trị trong biểu thức này về kiểu số thực, sau đó nó mới tính. Thì để khắc phục cái trường hợp này nè, thì bạn cần sử dụng một cái khái niệm mới, đó là ép kiểu tường minh, để trình biên dịch có thể nhìn vô, có thể biết được và ép kiểu sao cho đúng với cái mong muốn của bạn. Thì ép kiểu tường minh làm như thế nào thì lát nữa các bạn sẽ được học thôi. Bây giờ mình sẽ nói một chút về lý thuyết ép kiểu tường minh. Thì ép kiểu tường minh á, là một quá trình chuyển đổi kiểu dữ liệu một cách tường minh, có nghĩa là rõ ràng, bởi lập trình viên sử dụng toán tử ép kiểu casting operator để thực hiện việc chuyển đổi. Có nghĩa là cái công việc ép kiểu đó không phải là cái công việc của trình biên dịch, mà công việc đó chính là công việc của chính những người lập trình viên. Và bạn cũng là một người lập trình viên và bạn trực tiếp thao tác về cái cách ép kiểu cho cái biểu thức của bạn. Thì trong sim cộng có 5 cái cách ép kiểu. Chỉ trong 5 cách này, mình tạm thời sẽ giới thiệu cho bạn hai cách, đó là C-StyleCast và StaticCast. Hai cách này mình sẽ giới thiệu trong bài học này, và đây cũng là hai cách phổ biến nhất trong lập trình sim cộng. Đối với cái trường hợp DynamicCast hoặc là ConCast hoặc là ReinterestCast thì nó cần những kiến thức sâu hơn, mình sẽ giới thiệu nó trong những bài học sâu hơn ha. Ví dụ DynamicCast, các bạn cần phải biết về con trỏ, cần phải biết về hướng đối tượng các bạn mới học được. Còn ConCast và cái Reinterest này á thì nó cũng tương đối là phức tạp. Ở thời điểm này các bạn chưa cần phải học nó đâu. Đầu tiên mình sẽ nói về C-StyleCast. Thì trong mỗi C chuẩn á, ép kiểu được thực hiện thông qua toán tử mở ngoặc đóng ngoặc tròn và tên kiểu liệu cần chuyển đổi đặt bên trong. Thì đây chính là một cách ép kiểu dữ liệu trong ngữ C. Qua ngữ sim cộng nó kế thừa tất cả từ C thì tất nhiên bạn vẫn có thể ép kiểu theo phong cách C như thế này bình thường. Mình có một ví dụ đây. Chương trình của mình có hai biến số nguyên, đó là N1 và N2, tương tự như biểu thức lúc nãy luôn. Và mình có một cái biến double. Như cái biểu thức lúc nãy á, mình chưa học ép kiểu C style á, mình không biết làm sao mình nhân với 1.0. Nhưng khi mình biết được C style cast rồi á,
Có nghĩa là khi các bạn ép kiểu theo cái phong cách của ngôn ngữ C ấy, thì các bạn sẽ ép kiểu như thế này. Đặt cái dữ liệu vào bên trong dấu ngoặc tròn, và các bạn phải đặt cái dấu ngoặc tròn này trước cái biểu thức của bạn, trước một cái tái hạn nào đó các bạn mong muốn. Dữ liệu này chính là dữ liệu các bạn cần mong muốn ép cái kiểu dữ liệu của biểu thức đó về dữ liệu này. Ví dụ đây, mình đang chia hai số nguyên và mình muốn kết quả này là một cái số thực, thì bắt buộc mình phải ép cái kiểu dữ liệu một trong hai cái biến này về cái số thực, thì sau đó trình biến dịch nó sẽ ngầm định ép lại cái biến còn lại về cái số thực luôn. Rồi, thì biểu thức này nó sẽ ra kết quả là một số thực 1.5, mình chạy trình thử. Đây là 1.5 đúng không? Rồi, thì đó là cái nguyên lý làm việc của cái biểu thức này sử dụng C-Stylecat. Cái C-Stylecat này, ngoài cái cách các bạn đặt cái dữ liệu vào bên trong dấu ngoặc tròn này ra, thì vẫn còn một cách nữa. Bây giờ mình thử khai báo double D2 bằng sim cộng, nó vẫn cho phép các bạn ép kiểu tường minh C-Style thêm một cái cú pháp khác nữa, là cú pháp giống như một cái lời gọi hàm. Đây, double mở ngoặc ra N1 chia D2. Thì đây chính là cái cách thứ hai. Các bạn có thể đặt cái kiểu dữ liệu vào bên trong dấu ngoặc tròn, hoặc các bạn có thể đặt cái biến vào bên trong dấu ngoặc tròn của kiểu dữ liệu nằm trước. Cái cách thứ hai này thì giống như một cái lời gọi hàm hơn. Cách thứ nhất thì nó giống như cái kiểu C-Style cũ hơn. Rồi, các bạn có thể sử dụng cách nào thì tùy thích, tùy thói quen. Thì đó là hai cái cách ép kiểu C-Style. Các bạn có thể sử dụng cách thứ nhất hoặc cách thứ hai, tùy thói quen của bạn. Thì đối với cái cách ép kiểu C-Style nè, nó có nhược điểm gì? Thì cái nhược điểm của cái cách ép kiểu C-Style nè là trình biên dịch sẽ không kiểm tra cái tính đúng sai của cái biểu thức đó trong cái thời gian biên dịch. Có nghĩa là khi bạn chạy lên, nó sai thì nó mới biết là nó sai, chứ khi nó biên dịch nó không biết là nó sai. Thì đó là điều nên tránh khi các bạn sử dụng C-Style cách để ép kiểu ha. Thì đối với cách ép kiểu của sim cộng á, thì bắt buộc khi các bạn biên dịch chương trình thì trình biên dịch nó sẽ biết được đúng hay sai trong thời gian biên dịch luôn. Nó biết được cái cách convert của bạn có đúng hay không, có phù hợp hay không, thì nó sẽ thông báo lỗi cho bạn. Còn đối với C-Style cách này, nó không có biết được trong thời gian biên dịch, nó chỉ biết được khi nó chạy đúng hay sai thôi. Thì đó là một trong những lưu ý là tránh sử dụng cái ép kiểu tường minh C-Style nè. Thì bây giờ mình sẽ đi đến cách ép kiểu thứ hai. Thì trong ngữ sim cộng á, có một cái toán tử ép kiểu gọi là Stylecast. Bạn có thể biết đến nó trong bài kiểu ký tự trên sim cộng rồi. Thì cái bài toán hôm trước như thế này, mình có một biến số nguyên có giá trị là 75, và mình sử dụng cái ép kiểu Stylecast để mình ép cái số nguyên n này sang cái kiểu ký tự là character, và mình xuất cái kiểu ký tự character ra màn hình. Sau đó mình có một cái biến kiểu ký tự chữ k, và mình sử dụng Stylecast để mình ép cái biến chữ k này ra thành số nguyên, mình xuất ra màn hình chạy lên. Thì dòng đầu tiên mình xuất n nhưng mình lại xuất ra chữ k, dòng thứ hai rẽ ra xuất ra chữ k nhưng lại xuất ra cái số 75. Thì đây là ép kiểu qua lại thôi. Thì đó là cái cách ép kiểu sử dụng Stylecast. Bạn cũng có thể sử dụng cái ép kiểu Stylecast này trong một biểu thức. Thay vì mình sử dụng ép kiểu giống như là ngôn ngữ C là mình đặt double trước này đúng không, thì thuần sim cộng các bạn sẽ sử dụng Stylecast như thế này. Các bạn đặt nó ra, Stylecast double đây, thì nó sẽ biết được các bạn đang muốn ép kiểu n1 này từ một số nguyên sang một kiểu double, sau đó mới dùng cái số double này chia cho cái số này, nó mới ra kiểu double. Gán lại vấn đề chạy trình lên thì nó cũng tương tự kết quả như nãy giờ thôi, đó là 1.5. thì đối với cách ép kiểu này nè, ưu điểm của nó là trình biên dịch nó sẽ biết được cái biểu thức đó ép kiểu có phù hợp hay không trong quá trình biên dịch luôn. Còn đối với cái ép kiểu C-Style á, trình biên dịch nó sẽ không biết được trong quá trình biên dịch cái ép kiểu đó có đúng hay không. Thì Stylecast này là một ưu điểm, nó sẽ giúp cho bạn biết được trong quá trình biên dịch cái biểu thức đó có đúng hay không. Rồi, thì đây có một lưu ý là các bạn nên sử dụng cái toán tử Stylecast hơn là sử dụng ép kiểu C-Style ha. Qua bài học này bạn đã nắm được cái phương pháp ép kiểu tường minh sim cộng là như thế nào rồi. Thì trong bài học tiếp theo mình sẽ chia sẻ bạn về một cái khái niệm mới, đó là hàm. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận học với mình để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên luyện tập thử thách và không phải khó. Tạm biệt các bạn. Tạm thời các bạn cứ nhấn Start Window để Begin hoặc nhấn Ctrl F5 ha. Ok, thì nó hiển thị lên một màn hình console và hiển thị ra dòng chữ Hello, How can I help you? Bạn có thể thấy